Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang với nhiều chủng loại, màu sắc, kích cỡ, chuyên bán các sản phẩm đồ lót 12 giờ. Đồ lót là người bạn tâm giao của phụ nữ. Đồ lót sẽ không chê bạn dù bạn mập hay ốm, dù bạn xinh hay xấu và bạn có già hay trị, thì nó vẫn luôn ở bên bạn. Là phụ nữ hãy nên đẹp từ bên trong ra ngoài, tự tin với những điều nhỏ nhặt nhất.